Kính chào quý vị, ngày 3 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp phong tỏa đối với chợ Long Biên để thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Ban quản lý chợ Long Biên cho biết thời gian dừng hoạt động kinh doanh tại chợ Long Biên là từ 12 giờ ngày 3 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới của chính quyền. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đã công bố trường hợp nam bệnh nhân NQT trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình là người làm trong khu vực kinh doanh hải sản tại chợ Long Biên. Ngày 28 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu ho, sốt. Đến ngày 2 tháng 8 được lấy mẫu sàng lọc và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi phát hiện ca bệnh này, Ban quản lý chợ Long Biên, Ủy ban Nhân dân phường Phúc Xá và lực lượng chức năng quận Ba Đình đã thực hiện các biện pháp khử khuẩn, điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan, hướng dẫn người dân những biện pháp cách ly y tế, khai báo y tế và theo dõi sức khỏe theo quy định. Hiện lực lượng y tế đang tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ Long Biên. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội cho biết khoảng 5% số ca mắc COVID-19 tại thành phố trong đợt dịch này là trẻ dưới 5 tuổi. Hầu hết bệnh nhi thuộc nhóm không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ. Theo đó, số trẻ em mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ tư trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có dấu hiệu gia tăng đáng kể. Từ ngày 5 tháng 7 đến 30 tháng 7, khoảng 5% tổng số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội là trẻ không đến 5 tuổi. Tỷ lệ này khá cao so với những đợt dịch trước ở Việt Nam. Hầu hết trẻ mắc đều do lây nhiễm trong hộ gia đình. Tuy nhiên, ngành y tế nhận định nguyên nhân cũng có thể là biến chủng Delta sẽ lây nhiễm cho trẻ em. May mắn, đa số bệnh nhi đều thuộc nhóm không có triệu chứng hoặc ở thể nhẹ. Bác sĩ khuyến cáo với các bậc phụ huynh cần chú ý chăm sóc trẻ tại nhà, tăng cường biện pháp phòng bệnh cho trẻ như đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý để tăng cường sức đề kháng. Cha mẹ cũng cần hướng dẫn trẻ luôn tuân thủ 5K, hạn chế tiếp xúc, giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, sát khuẩn tay thường xuyên. Hàng chục những nhân viên giao hàng trong chuỗi siêu thị Vinmart và Vinmart Cộng đã trở thành F0, đã cho thấy nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của những người giao hàng. Chiến dịch trích ngừa vaccine COVID-19 đang triển khai rộng khắp trên toàn thành phố Hà Nội. Và trong đợt tiêm lần này, thành phố ưu tiên tiêm cho gia đình chính sách, các tiểu thương ở chợ hay những người giao hàng. Trong số những người đến tiêm hôm nay, có rất nhiều tiểu thương bán hàng ở các chợ dân sinh hoặc nhân viên trong siêu thị, cửa hàng tiện ích. Do đặc thù công việc, họ thường xuyên tiếp xúc với nhiều người và có nguy cơ lây nhiễm cao. Tôi nhận thông báo từ hôm qua, tôi làm bên dịch vụ vận chuyển hàng hóa, chuyên vận chuyển hàng rau cho các siêu thị ở Vinmart. Tôi bán hàng tạp hóa cách đây 3 ngày. Tổ trưởng đến nói là bà đợt trước bà khai báo rồi thì bây giờ bà sẽ đi tiêm đợt đầu. Thế là chúng tôi cứ theo thứ tự ưu tiên thôi. Cứ lần lượt từ, bởi vì ở đây đối với vaccine này chúng tôi đã tiêm đợt này là đợt thứ tư rồi. Thì những cái mà ưu tiên số 1, số 2 thì chúng tôi đã được tiêm từ đầu, từ tháng 4 rồi. Thế thì đến đây thì chúng tôi sẽ là những cái đối tượng ưu tiên tiếp theo. Đấy. Và thì hiện nay là người dân đang đi tiêm đấy ạ. Hà Nội đang triển khai chiến dịch tiêm chủng trên quy mô lớn nhằm phòng ngừa chủ động, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Phương án này đặt ra yêu cầu tiêm chủng sớm nhất, nhanh nhất, an toàn nhất, thực hiện tối đa 200.000 mũi tiêm một ngày. Về nguồn lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu tiêm 200.000 mũi tiêm một ngày, theo quy định của Bộ Y tế, tại mỗi điểm tiêm thực hiện không quá 100 đối tượng trên một buổi, tương đương 200 mũi tiêm trên một ngày. Như vậy, để tiêm được 200.000 mũi tiêm một ngày, thành phố cần ít nhất 1.000 dây chuyền tiêm chủng. Để dự phòng, thành phố cần chuẩn bị 1.200 dây chuyền tiêm chủng. Với tình hình hiện tại thì chợ, siêu thị là những khu vực có nguy cơ cao bị dịch tấn công. Và để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, nhiều siêu thị đã bắt đầu áp dụng những biện pháp giãn cách, phát phiếu chia thời gian mua sắm, giới hạn khách vào bên trong và giới hạn cả lượng thực phẩm được mua. Cụ thể, khách tới mua hàng phải khai báo y tế bằng giấy hoặc qua mã QR code, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và được phát số thứ tự rồi xếp hàng ngồi chờ vào siêu thị. 10 phút một lần, nhân viên siêu thị sẽ hướng dẫn cho một lượt khách vào mua. Việc hạn chế số lượng khách hàng mua hàng mỗi đợt theo các siêu thị nhằm giảm mật độ khách mua trong siêu thị, giữ khoảng cách giữa người mua tốt hơn, tránh nguy cơ lây nhiễm. Cùng với đó là việc giới hạn số lượng mỗi lần mua của khách hàng. Với những mặt hàng thực phẩm, mỗi khách hàng chỉ được mua 30 quả trứng gà một lần, giá mỗi quả là 3.000 đồng, tăng từ 300 đến 400 đồng một quả so với cách đây một tuần. Được biết, các mặt hàng rau xanh trên hệ thống siêu thị hiện vẫn đủ, đảm bảo cung ứng phục vụ nhu cầu của người dân. Giãn cách, khoanh vùng, cách ly để phòng chống dịch COVID-19 tại nhiều địa phương khiến cho hàng loạt doanh nghiệp thiếu hụt lao động, sản xuất bị đình trệ.
Vậy bản thân doanh nghiệp và nhà nước cần phải làm gì để tháo gỡ những khó khăn này? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau của phóng viên Nhiệt kế thị trường. Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng đình trệ sản xuất do thiếu lao động. Trước đó, tỉnh Bắc Giang buộc phải đóng cửa 4 khu công nghiệp với 322 doanh nghiệp, với tổng số gần 150.000 lao động tạm ngừng việc. Trong thời gian bùng phát dịch bệnh, tỉnh Bắc Ninh có 42.000 lao động phải ngừng việc, Hải Phòng có hơn 30.000 lao động bị ảnh hưởng tiêu cực. Một số doanh nghiệp phải nghỉ việc, thậm chí hàng chục nghìn công nhân trong các cái khu công nghiệp phải nghỉ việc. Nó tạo ra cái khó khăn cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Một cái vấn đề lớn đó là doanh nghiệp phải cách ly cái hoạt động sản xuất, sẽ bị ngừng trệ, các cái đơn hàng sẽ không được thực hiện và thậm chí có thể có những cái ảnh hưởng đến cái uy tín của doanh nghiệp, cũng như có thể bị phạt do thực hiện không đúng hợp đồng. Cho nên cái việc mà phòng chống cái dịch bệnh COVID-19 ấy, trở thành một trong những cái vấn đề rất nóng với các cái doanh nghiệp trong cái nền kinh tế quốc dân. Trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, theo các chuyên gia, các doanh nghiệp cần phải có chiến lược và những bước đi thận trọng, an toàn. Với các doanh nghiệp chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19, cần phải chủ động kiểm tra, có phương án phòng chống dịch cụ thể như phân luồng với ca làm việc hay kích hoạt phương án 3 tại chỗ. Tại thời điểm này, tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta không có những cái giải pháp căn cơ, thì có thể là cả nền kinh tế sẽ đi vào một cái sự rủi ro là thiếu lao động. Và từ cái việc thiếu lao động đó thì chúng ta biết rằng toàn bộ bộ máy kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Không những là ảnh hưởng tới tất cả những sản xuất kinh doanh quốc nội, mà đặc biệt nữa tại những cái khu chế xuất, những cái khu công nghiệp, là những cái khu mà sản xuất ra hàng xuất khẩu, chúng ta sẽ thiếu hàng xuất khẩu và tình trạng đó có thể rất là rủi ro và nguy hiểm cho nền kinh tế. Các chuyên gia cũng cho rằng chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp cần tập trung vào việc trợ giúp, khuyến khích đầu tư nhằm vào những đối tượng, khu vực đang tạo nên dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế, thay vì hỗ trợ chung chung cho tất cả các đối tượng chịu ảnh hưởng sẽ khiến cho nguồn lực bị phân tán, dàn trải, kém hiệu quả. Thì tôi nghĩ rằng chính phủ cần phải có một cái gói hỗ trợ các doanh nghiệp để mà cho vay chẳng hạn như với lãi suất thấp hoặc là lãi suất bằng không, cho vay với điều kiện dễ dàng và những cái thủ tục đơn giản để người ta có thể giúp người lao động duy trì được công ăn việc làm của người lao động. Tại vì một khi mà người lao động đã rời khỏi công ty và trở về quê quán của họ, thì cái việc mà bốc họ trở lại các thành phố lớn và làm việc trở lại bình thường là trong nhiều trường hợp rất là khó khăn. Dịch COVID-19 được dự báo sẽ vẫn còn có thể kéo dài trong những tháng tới. Hoạt động của các doanh nghiệp, các công ty sẽ tiếp tục phải đối diện với những thách thức mới, trong đó có yêu cầu đảm bảo nguồn lao động. Do đó, thay vì ngồi chờ những chính sách hỗ trợ từ nhà nước, mỗi công ty, doanh nghiệp cần chủ động ứng phó, tấn công dịch COVID-19 tại nơi làm việc.